Thân chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài số 1 Tạo lập thế giới thần thoại. Ở video này cô sẽ hướng dẫn các em kỹ năng phân tích, đánh giá tác phẩm truyện. Ở video này chúng ta sẽ đi tìm hiểu yêu cầu của kiểu bài phân tích đánh giá tác phẩm truyện. Kiểu bài phân tích đánh giá truyện kể là kiểu bài nghị luận văn học dùng lý lẽ và bằng chứng để làm rõ đặc điểm, giá trị nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm truyện kể. Yêu cầu đối với kiểu bài có hai yêu cầu: yêu cầu về nội dung nghị luận và kỹ năng nghị luận. Về nội dung nghị luận, yêu cầu xác định chủ đề và phân tích đánh giá ý nghĩa, giá trị của chủ đề. Phân tích đánh giá được một số nét đặc sắc về hình thức. Yêu cầu về kỹ năng nghị luận: lập luận chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc, lý lẽ xác đáng, bằng chứng đáng tin cậy, sử dụng các câu chuyển tiếp, từ ngữ liên kết hợp lý, có các phần mở bài, thân bài, kết bài theo quy cách. Cụ thể về bố cục: phần mở bài giới thiệu được truyện kể, nêu khái quát các nội dung chính hay định hướng của bài viết. Thân bài trình bày các luận điểm làm nổi bật ý nghĩa, giá trị chủ đề, những nét đặc sắc về nghệ thuật. Kết bài khẳng định lại giá trị của chủ đề và hình thức nghệ thuật của truyện kể, nêu ý nghĩa của tác phẩm đối với bản thân và người đọc. Các em đã lắng nghe bài giảng của cô. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.